Theo Điều 59 dự thảo luật đường bộ, nếu hành khách có hành vi gây bất lợi cho lái xe, nhân viên phục vụ được từ chối chở khách nhằm đảm bảo quyền của người lao động. Điều 59 dự thảo luật đường bộ quy định quyền và nghĩa vụ của người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, lái xe, nhân viên phục vụ được từ chối vận tải hành khách có một trong các hành vi sau: gây rối trật tự công cộng, gây cản trở công việc của người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tài sản của người khác, gian lận vé hoặc mang theo hàng nguy hiểm, hàng cấm, hàng lậu, động thực vật hoang dã, hàng có mùi hôi thối hoặc động vật, hàng hóa khác có ảnh hưởng đến sức khỏe của hành khách, môi trường. Cũng theo dự thảo luật đường bộ, lái xe được từ chối điều khiển phương tiện khi phát hiện phương tiện không đảm bảo các điều kiện về an toàn theo quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ.